Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Mến chào chị và các bạn, rất vui khi gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Trong video mới ngày hôm nay, mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn một điểm check-in, một khu du lịch không thể bỏ qua khi chúng ta du lịch Sa Đéc nha các bạn. Đó là Pink House, hay còn gọi là căn nhà màu hồng. Nào, xin mời các bạn cùng mình tiến vào bên trong để trải nghiệm khu vườn Nhật tại Sa Đéc trong nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 này nhé. Chào bé, mua vé đây hả bé? Nhiều người à con? 60 ha. Trẻ em 10.000, người lớn 60.000. Để trong muốn thuê đồ chụp ảnh thì thuê ở trong hả con? Ừ. Trong muốn thuê đồ chụp ảnh thì thuê ở trong hả? Hay là ở đây? Trong ha. Rồi, cảm ơn con nha. Chào chú. Có gửi vé sao chứ? Không gian quán. Dùng một màu hồng. Ê, không gian cà phê phía bên trong nè, cũng toàn là màu hồng hết các bạn ơi. Đây có một cái view Tết cũng khá là đẹp. Khi chúng ta đến đây thì chúng ta có thể ngồi uống cà phê ở ngoài này thì không cần phải mua vé nha các bạn. Khi nào chúng ta đi vào bên trong để check in chụp ảnh phía bên trong thì ta mua với vé là 60.000 một người lớn, là 10.000 một trẻ em. Ở đây là cổng công viên phía bên trong của Pink House nè các bạn. một khu viên Nhật tại Sa Đéc nha các bạn, một không gian Nhật. Bữa nay có ngôi nhà màu hồng cũng khá dễ thương ha. Rồi có chiếc xe màu hồng luôn. Hết. Quá đẹp. Bên phải này có một cái ghế xích đu cũng khá là dễ thương này các bạn. Đây tình yêu bắt đầu. Pink House. Một cái lối đi Nhật. Xuân. Đây có một cái giếng, không gian cũng giống như là kiểu Nhật luôn nè các bạn. Năm nay mới xây dựng thêm mấy cái nhà phía bên trái này, rất là chill luôn các bạn ơi. Trang trí rất nhiều hoa. Và giấy đẹp quá. Quá chiều luôn. Phía bên này có một chiếc xe lam cũng khá là dễ thương nè các bạn. Phía bên này là trưng bày một cây đàn tranh. Quá nhiều hoa được trang trí mấy cái dốc cầu vòng cung đây nè, rất đẹp. nữa, kể lên cái kiệu luôn, ngựa cũng màu hồng luôn đó các bạn. Nhìn theo góc này cũng đẹp quá nè các bạn ơi. Ngôi nhà trên mây. Tổ Nguyên Hương. Wow, quá mát mẻ, quá nhiều trong trống hết trơn. Rồi ok, 2, 3. Ok. Ba nha. Rồi ok rồi. Rồi ok. 2, 3. 2, 3. Đây là không gian bên trong nè các bạn. Hai bên đều có homestay hết nha các bạn. Thì chúng ta đến đây thì chúng ta có thể ở các cái homestay này nè. Kiểu giống như nhà Nhật luôn các bạn. Dãy phía giữa này chúng ta có thể ngồi đây ăn uống ở dãy phía giữa này nè. Cái này năm nay mới có làm thêm nè các bạn. cảnh này chiều quá các bạn ơi. Ý nhà Nhật luôn. Xen lẫn giữa các homestay thì có những cái form để chụp ảnh đó các bạn, rất đẹp. Như vậy này thì dám cỡ 10 cái homestay các bạn, được xây dựng biệt lập theo từng cái home riêng nè. Góc này đẹp quá. Nhà này cũng đẹp quá các bạn. Gắng chụp đẹp lên. Tây Thành Pink House. Cái này là mới xây dựng hoàn thành trong năm nay nè các bạn. Năm trước mình có đến đây rồi nhưng mà cũng đang xây dựng, đến năm nay đã hoàn thành. Quá chiêu luôn. Này cũng đẹp quá các bạn ơi. Y như một cái dòng kinh ở bên Nhật nha các bạn. Một Tokyo thu nhỏ tại làng Hoa Sa Đéc nha các bạn. Quá đẹp. Hai cái bông hồng zoom lớn lên anh, chắc tới đó nhưng mà chắc nó bị nhò. Kiểu nhà này cũng đẹp quá, Tokyo. Tokyo giữa Sa Đéc. Hello. Ôi dễ thương kìa. Cười lên, trời ơi, tạo dáng luôn nữa. Trời, quá đẹp. Trời ơi, ăn kem ngon quá, ăn kem ngon quá. Rồi rồi. Ngon không? Ngon không? Rồi, quá ngon luôn. Video chia sẻ cảnh quan của khu du lịch Pink House hay còn gọi là căn nhà màu hồng và được ví như là không gian của Tokyo thu nhỏ tại thành phố Sa Đéc. Mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu thấy thích nội dung của video, hãy giúp mình cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn và anh chị trong video tiếp theo. Bye bye.